Quý vị, vừa rồi là một số thông tin nổi bật trên thị trường, và để tìm hiểu rõ hơn về thị trường hôm nay cũng như là những nhóm ngành nổi bật, ngay bây giờ chúng tôi có cuộc trò chuyện với anh Lê Anh Trí, là trưởng phòng môi giới đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Xin chào anh ạ, trước hết xin anh có một số cái nhìn tổng quan về thị trường phiên hôm nay. Chào Tuyết Anh. Thì trong tuần giao dịch vừa qua chúng ta có thể thấy thị trường đã có một cái đợt điều chỉnh giảm tương đối nhiều, khi mà thị trường đã chính thức giảm từ đầu tháng 11 năm 2015 cho đến tới nay. Thì trong giai đoạn hiện nay, nhà đầu tư đang tương đối lo ngại do những thông tin trên thị trường tài chính thế giới, mà đa số tâm lý nhà đầu tư trên sàn tôi quan sát được là chờ đợi vào những quyết định quan trọng, đặc biệt là quyết định của Fed. Trước đó thì là quyết định của Ngân hàng Trung ương Châu Âu về các cái chính sách tài khoá thì cũng đang khiến nhà đầu tư tương đối thận trọng. Ngoài ra thì cái chuỗi bán ròng liên tiếp của khối ngoại diễn ra trên thị trường Việt Nam suốt trong những phiên trở lại đây khiến cho nhà đầu tư cũng thực sự là ngại trong cái việc giải ngân dòng tiền mới vào thị trường. Vì vậy thì thị trường trong giai đoạn hiện tại vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh giảm tương đối lớn. Trong khi thì các cái thông tin hỗ trợ tích cực cho thị trường thì trong giai đoạn này chúng tôi nhận thấy là gần như có một cái khoảng trống thông tin nhất định. Vì vậy nhà đầu tư vẫn đang rất là thận trọng và có một cái sự quan sát nhiều hơn là chấp nhận cho những cái rủi ro mà giải ngân mới trong giai đoạn hiện nay. Thì trong cái bối cảnh nhà đầu tư đang giữ tâm lý e ngại đó thì anh thấy là có cái nhóm ngành nào đó nổi bật lên ạ? Thì trong những phiên giao dịch trở lại đây thì khi mà cái xu hướng chung đã bị ảnh hưởng như vậy thì đa số tâm lý nhà đầu tư tôi quan sát là họ rất là e ngại trong việc giải ngân mới, kể cả các nhóm ngành mà sắp tới chúng tôi đánh giá là sẽ có nhiều cái thuận lợi do việc cái ảnh hưởng từ các cái chính sách chung. Thì trong các cái nhóm ngành sắp tới chúng tôi đặt kỳ vọng thì các nhóm ngành mà được hưởng lợi từ các cái chính sách phát triển chung như từ TPP hoặc là từ các cái hiệp định thương mại tự do FTA với Việt Nam với EU thì cũng đang đem lại rất nhiều cái lợi thế quan trọng. Thì trong đó chúng tôi đánh giá cao một số nhóm ngành như nhóm ngành dệt may hoặc là nhóm ngành ô tô hoặc là các nhóm ngành khác mà được hưởng lợi từ các loại thuế suất khi được giảm xuống các cái mức thấp so với các thời gian vừa qua. Anh cần nói rõ hơn một chút về ngành dệt may, thì tổng quan ngành dệt may Việt Nam hiện nay như thế nào? Về nhóm ngành dệt may thì đây là một trong những cái nhóm ngành có cái giá trị kim ngạch xuất khẩu thuộc loại lớn nhất Việt Nam trong khoảng 3 nhóm mặt hàng. Thì nhóm ngành dệt may trong năm 2015 theo chúng tôi thống kê đánh giá thì có khả năng sẽ tiến tới mức gần 30 tỷ đô. Trong khi đó thì các năm trước, năm 2012 thì đóng góp khoảng hơn 17 tỷ đô. Năm 2013 thì ngành dệt may của chúng ta dự kiến cũng đóng góp được khoảng gần 20 tỷ đô rồi. Thì trong số liệu sơ bộ của năm 2014 cũng là khoảng 20 tỷ đô. Thì chúng ta có thể thấy đây là một trong những nhóm ngành nó đem lại cái giá trị xuất khẩu rất lớn cho Việt Nam chúng ta. Ngoài ra thì ngành dệt may của chúng ta về đặc điểm trong thời gian đoạn gần đây thì đó là cái khối các nước mà dự kiến sắp tới chúng ta tham gia về TPP cũng chiếm tới 60% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của cả nước. Riêng trong năm 2012, giá trị xuất khẩu của nhóm ngành này là khoảng 17 tỷ đô. Thì cái nhóm khu vực mà TPP đã đạt tới 11 tỷ đô. Chúng ta có thể thấy vai trò rất là quan trọng của cái khối TPP trong cái việc hỗ trợ phát triển cho ngành dệt may. Ngoài ra thì cái khu vực châu Âu, EU cũng là một cái trong hai thị trường lớn nhất của nhóm ngành dệt may về cái giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên thì cái thị trường dệt may của chúng ta đang có một cái điểm yếu, đó là cái phần ngành nguồn nguyên liệu chúng ta đang phụ thuộc tương đối lớn, và trong đó thì có một số thị trường nó không thuộc trong nhóm TPP, thì đây cũng là một cái yếu tố tương đối bất lợi cho chúng ta trong cái việc gia nhập vào các cái thị trường mới. Dạ vâng, hai trong số cái thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, của ngành dệt may Việt Nam là Mỹ và EU, thì chúng ta đều đã có những cái hiệp định thương mại tự do chẳng hạn như là FTA hay là TPP. Như vậy anh hãy nói rõ hơn một chút về những cơ hội mà TPP hay là FTA mang lại cho dệt may Việt Nam. Khi mà cơ hội của TPP hoặc là FTA được thông qua thì chúng ta có thể thấy rõ đó là cái thuận lợi trong việc mà các cái thuế suất sẽ được giảm xuống các mức rất tương đối thấp, có thể một số loại mặt hàng có thể đưa về thuế suất tới mức 0%. Thì theo các chuyên gia, khi mà các cái hiệp định tự do này được ký kết thì các cái nguyên tắc về xuất xứ thông qua quy mô nó sẽ thoáng hơn, thì các cái mở rộng về quy mô trong ngành dệt may ngày càng sẽ càng lớn, và cái tiềm năng phát triển cho ngành dệt may của chúng ta sẽ là cực kỳ lớn, bởi hiện tại là chúng ta chủ yếu là gia công các cái sản phẩm về dệt may cho các thị trường này. Tuy nhiên thì cái vấn đề nguồn nguyên liệu của chúng ta chưa được giải quyết, thì các cái nhà đầu tư mới hoặc là chúng ta sẽ kỳ vọng đón đầu các cái nhà đầu tư trong cái mảng mà chúng ta sẽ xây dựng cái nguồn nguyên liệu cho các cái công ty trong ngành dệt may. Đây sẽ là một cái mảng quan trọng để chúng ta có thể đón đầu, và thị trường dệt may chúng ta sẽ kỳ vọng sẽ được giải quyết được cái vấn đề nguồn nguyên liệu. Và đây, một khi đã được giải quyết được một phần lớn trong cái vùng nguyên liệu, thì chúng ta ngoài cái lợi thế về thuế thì chúng ta có thể mở rộng thêm cái thị trường xuất khẩu trong khối TPP và các cái khu vực trong FTA. Lúc nãy anh có nhắc đến là bài toán nguyên liệu là một bài toán khó cho ngành dệt may Việt Nam, thì theo anh thì ngành dệt may có cái hướng đi nào để giải quyết được bài toán này? Đúng vậy, đây là cái bài toán gần như là khó nhất trong cái việc mà các ngành dệt may chúng ta cần phải giải quyết. Thì bởi vì vậy chúng ta cần phải giải quyết được ngay cái bài toán đó là cái nguồn nguyên liệu như là vải, sợi,
là chúng ta cần phải cố gắng cải thiện sản xuất trong nước. Tuy nhiên thì hiện nay hầu hết các doanh nghiệp chúng ta vẫn chưa đáp ứng được. Và đánh giá về cái xu hướng này thì chúng tôi cho rằng là trước mắt các cái doanh nghiệp trong nước cần phải tạo ra một cái liên kết trong cái việc mà tạo ra các cái ngành công nghiệp hỗ trợ cho các cái chuỗi cung ứng sản phẩm. Vì một số doanh nghiệp thì chúng ta không thể tự tạo được cái nguồn nguyên liệu ngay cho doanh nghiệp, vì các cái chi phí đầu tư cho các cái nhà máy dệt thì thường theo tôi đánh giá biết thì sẽ là cao gấp 3-4 lần so với việc mà sản xuất xây dựng các cái nhà máy về may mặc. Vì vậy thì một số doanh nghiệp chúng ta không thể đủ cái tiềm lực tài chính để ngay lập tức giải quyết cái vấn đề này. Và vấn đề thứ hai đó là theo tôi biết khi mà Việt Nam tham gia vào thị trường các cái khối tự do thương mại ấy, thì chúng ta có thể trì hoãn thêm một thời gian để chúng ta cùng hỗ trợ vào cái việc mà giải quyết cái vấn đề nguyên liệu trong thời gian ngắn. Ngoài ra thì trong khi chúng ta tham gia vào các cái khối tự do thương mại này thì chúng ta có thể được phép đó là mua nguyên liệu của một nước thứ ba cùng trong nhóm TPP hoặc là FTA thì chúng ta vẫn được tính là trong cái nguồn nguyên liệu của trong nội khối. Thì như vậy là trước mắt có một số phương án đó thì tôi có thể cho rằng là doanh nghiệp có thể tận dụng để thời gian tới khi mà các cái hiệu lực về thương mại tự do chính thức được thông qua thì chúng ta có thể tận dụng cơ hội để việc phát triển thêm nguồn nguyên liệu cho chúng ta. Dạ vâng, chúng ta quay trở lại một chút với tình hình hiện tại của các doanh nghiệp trong ngành để kết quả kinh doanh của năm nay của ngành dệt may Việt Nam theo anh đánh giá là như thế nào đây? Thì về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành dệt may đã công bố trong thời gian quý 3 cũng như là 9 tháng đầu năm thì chúng tôi vẫn thấy sự đánh giá sự tăng trưởng tương đối tốt. Đó là hầu hết các doanh nghiệp trong ngành dệt may đều không bị lỗ. Trong đó thì cái việc tăng trưởng về mặt doanh số thì chúng ta đã tăng được khoảng 25%. Trong khi đó thì lợi nhuận thì các doanh nghiệp niêm yết như tôi đã thống kê được thì vẫn tăng khoảng hơn 12%. Thì trong các doanh nghiệp niêm yết thì nổi bật nhất vẫn phải kể đến đó là dệt may Thành Công. Thì khi mà chiếm tỷ trọng về lợi nhuận gần như là phần lớn trong các cái doanh nghiệp niêm yết. Tiếp đó có một số doanh nghiệp mà điểm nhấn khác, trong đó là công ty cổ phần mà xuất nhập khẩu Bình Thạnh cũng năm nay có một kết quả về quý 3 là tương đối ấn tượng và đã duy trì được cái tốc độ tăng trưởng tương đối cao. Năm nay lợi nhuận của công ty đã tăng vọt tới mức khoảng 82,5% lên mức gần 50,4 tỷ đồng. Vậy thì ngoài các doanh nghiệp niêm yết, anh có thể nói về tình hình của một số doanh nghiệp khác trong ngành không thưa? Các cái doanh nghiệp ngoài ngành sắp tới niêm yết thì chúng tôi nhận thấy có rất nhiều doanh nghiệp tương đối lớn, mà trong đó tập đoàn dệt may Việt Nam đang chiếm cổ phần cũng tương đối cao. Thì theo số liệu mà tập đoàn dệt may Việt Nam Vinatech vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 3 quý và 9 tháng đầu năm thì chúng tôi nhận thấy là mặc dù cái lợi nhuận sau thuế có giảm một chút so với cùng kỳ năm ngoái, đó là mức giảm khoảng 10 tỷ đồng. Tuy nhiên thì lãi sau thuế cũng đã giảm khoảng 73 tỷ đồng. Tuy nhiên thì doanh thu của quý 3 của Vinatech vẫn đạt tới hơn 3.900 tỷ đồng, tức là vẫn tăng khoảng hơn 120 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tức là qua cái phần doanh số chúng ta có thể thấy đó là cái thị trường dệt may vẫn tiếp tục được mở rộng và cái doanh thu về ngành này tương đối tốt. Tuy nhiên thì dòng tiền về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng được cải thiện tốt, tức là đạt tới 432 tỷ đồng, vượt qua được cái kết quả lợi nhuận cùng kỳ. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thể thấy đó là các công ty trong ngành dệt may khi mà đứng trước các cái cơ hội đón đầu các cái hiệp định thương mại tự do cũng như là FTA thì chúng ta cũng đang phải bỏ ra các cái chi phí tài chính để đầu tư thêm cho các cái nhà máy mới cũng như là các cái nhà máy để chuẩn bị cho cái nguồn dệt hay là cái nguồn nguyên liệu như là vải sợi để bổ sung cho cái thị trường sắp tới. Vậy thì cuối cùng xin mời anh có một vài khuyến nghị cho các nhà đầu tư đối với nhóm ngành dệt may này. Với nhóm ngành dệt may thì theo những cái phân tích chúng ta đã đề cập thì chúng ta thấy là cái tiềm năng cho ngành này trước các cơ hội lớn sắp tới là cực kỳ cao. Trong khi đó về phân tích về cái diễn biến của cổ phiếu trên sàn thì chúng ta có thể thấy một số doanh nghiệp như là dệt may Thành Công, TCM hoặc là TNG trong năm qua thì khi có những cái đón đầu mà những cái thông tin về TPP được thông qua hay là FTA chuẩn bị được ký kết thì chúng ta có thể thấy những đợt sóng tương đối lớn. Những nhóm cổ phiếu này tôi đánh giá giá từ đầu năm đến thời điểm cao có thể tăng tới 20-30%. Vì trong thời gian vừa qua thì sau khi cái sự đón nhận của cái thông tin nóng về thị trường đã có phần chững lại và cái sự chốt lời cũng diễn ra thì trong thời điểm hiện nay tôi nhận thấy đó là giá cổ phiếu của cổ phiếu như là TCM hoặc TNG đã có một cái mức điều chỉnh tương đối mạnh, rơi vào khoảng 15-20% từ mức đỉnh. Vì vậy đây sẽ là một cái nền tảng giá đang hình thành tương đối tốt, nên tôi cho rằng là ngoài cái thông tin chung sắp tới được công bố thì kết quả doanh nghiệp của các doanh nghiệp như là TCM hoặc TNG vẫn đang diễn ra là tương đối thuận lợi thì tôi đã cho rằng cái mức giá hiện tại là tương đối hấp dẫn và nhà đầu tư có thể đặt mục tiêu kỳ vọng từ khoảng 15-20% cho các doanh nghiệp này. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Thưa quý vị, vừa rồi là cuộc trò chuyện với anh Lê Anh Trí, trưởng phòng môi giới công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Xin cảm ơn công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này và xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Xin mời quý vị khán giả đến với các chương trình khác trên FPNC.